này quý vị đã biết là trở về đế đài đăng quang, đôi ta như thể con tầm ăn chung một lá lại nằm cùng một nâu, đôi ta như thể con ong con cướp con tít con trong bên ngoài đúng không ạ? Đại diện hai bên gia đình xin được ra mắt và cúi chào toàn thể quý vị. Một chào một tay thật lớn được các quý ơi. Vâng ạ, cảm ơn toàn thể quý vị anh chị rất nhiều. Dạ vâng ạ, kính chào toàn thể quý vị. Để minh chứng cho tình yêu của hai em một lần nữa thì cho phép MC anh Dũng được hỏi chú rể và cô dâu một số câu như thế này. Kính thưa chú rể Việt Hưng thân mến, đến giây phút này thì hai em đã chính thức vào chúng tôi để minh chứng cho tình yêu của hai em trước mặt toàn thể quý vị cùng có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Vậy em có nguyện yêu thương cô dâu hoàn hoàn đến hết cả cuộc đời, cho dù lúc vui lúc buồn, ốm đau hay mạnh khỏe không ạ? Mọi người có nghe thấy gì ạ? Chưa? Có không ạ? Có không ạ? Có. Vâng, chú rể đã nguyện yêu thương cô dâu hoàn hoàn đến hết cả cuộc đời. Vậy cô dâu hoàn hoàn có nguyện yêu thương chú rể Việt Hưng đến hết cả cuộc đời, cho dù lúc vui lúc buồn, ốm đau hay mạnh khỏe không ạ? Vâng, một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị dành cho đôi trẻ được không quý ơi? Một tràng pháo tay trị giá 10.000 tỷ được không ạ? Vâng, cảm ơn toàn thể quý vị anh chị rất nhiều. Quý vị cũng trong ngày vui ngày trọng đại nhưng ngày hôm nay không thể thiếu được những món quà từ đại diện hai bên gia đình đúng không ạ? Một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng nhau chứng kiến những giây phút tặng quà trao những kỷ vật để cho các bạn trẻ trong buổi trưa hôm nay. Và thử quý vị anh chị dành cho đôi bạn trẻ đấy không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngay giây phút này xin chào kính mời hai em hãy cùng tiến về phía tháp đi tình yêu để cùng nhau tay trong tay rót ra những niềm tin. Một lần nữa xin trân trọng kính mời ạ. Xin trân trọng kính mời chú rể hãy cầm lên tay.
được xin mời toàn thể quý vị các bác trưởng mừng chúng ta cùng rót ra ly rượu của mình tận đây thật thật tràn đầy không quý vị. Một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời cô dâu cùng chú rể trở về phía trung tâm sân khấu ạ. Vâng, và ngay giây phút này xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy giơ cao ly rượu của mình thật cao lên không quý vị. Vâng, và nếu có thể toàn thể quý vị, bạn cô dâu bạn chú rể đại diện hai bên gia đình chúng ta có thể đứng lên một ít phút được không ạ? Anh em ơi, cả nhà mình ơi, 1, 2, 3 2, 3 chúc mừng lần nữa, cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể hướng hết tình yêu của mình, xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình tiến tác để cùng đi với nhau. Mời con dâu và chú rể sẽ uống rượu giao môi. Mời là chuyến tàu tình yêu, chuyến tàu hạnh phúc của đôi bạn trẻ đến giây phút này thì đã cập bến rồi. Chúc may đã xuống bờ một nhà, tình cao hơn núi, nghĩa dài hơn sông. Xin chúc cho tình nghĩa vợ chồng và em trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Xin chúc cho tình nghĩa thông xa, hai nhà như một, đoàn kết bền lâu. Một lần nữa thì xin trọng kính mời cô dâu cùng chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình hãy trở về từng bạn hàng tiện để mời triệu tới toàn thể quý vị có mặt trong buổi chiều hôm nay. Hơn một lần nữa xin trọng kính mời